Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Hứa giải bùa cho chị họ bị bạn trai chia tay, đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Chùm buôn lậu 10 tường tiếp tục bị khởi tố về tội danh thứ 5. Sau hàng loạt lùm xùm, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam xin nghỉ việc. Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ con dấu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Khởi tố nhóm đối tượng giả mạo hóa đơn ngân hàng để mua vàng qua mạng. Ngay sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Hứa giải bùa cho chị họ bị bạn trai chia tay, đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm vụ Vũ Thị Tâm sinh năm 1994 tại Bắc Giang bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phần xét hỏi và tranh luận, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù. Nhưng trong phần xét hỏi, chủ tọa liên tục đặt rất nhiều câu hỏi nhằm làm rõ số tiền mà bị hại có. Cáo trạng thể hiện Tâm và chị Nguyễn Thị Lạng có mối quan hệ bà con và đều cư trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tháng 3 năm 2017, chị Lạng chuyển đến ở tại căn hộ Mastery Thảo Điền, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức. Tháng 5 năm 2017, chị Lạng gặp vấn đề về tình cảm, chia tay với bạn trai, dẫn đến sức khỏe không ổn định, trầm cảm, ít tiếp xúc với mọi người. Chị Lạng đã gọi điện cho Tâm, thời điểm đó Tâm đang ở Bắc Giang. Nghe tâm sự, Tâm nói chị Lạng bị người khác nuôi buồng ngải hãm hại, khiến cho bị đổ vỡ về tình cảm. Đồng thời, nội tạng trong cơ thể chị cũng bị hỏng, nếu như không nhờ thầy cúng giải bùa thì sẽ chết. Tâm nói có quen với ông thầy ở Thái Lan, nhờ thầy cúng giải hạn cho hai người, hàn gắn lại với nhau. Tin lời chị Lạng đưa tiền để Tâm đi mua đồ cúng và nhờ thầy cúng ở Thái Lan, Malaysia. Từ tháng 5 2017 đến tháng 6 2019, chị Lạng đã nhiều lần dùng tài khoản chuyển tiền và nộp tiền mặt vào hai tài khoản số cho Tâm. Khi Tâm vào thành phố Hồ Chí Minh, chị Lạng còn đưa tiền trực tiếp cho Tâm hơn 24,5 tỷ mua đồ lễ và nhờ thầy cúng giải hạn. Đến tháng 7 năm 2019, chị Lạng phát hiện bị Tâm lừa. Sau đó Tâm đã hoàn trả cho chị Lạng tiền, các căn nhà, thửa đất, ô tô, xe máy, tổng cộng 19,6 tỷ. Khi bị bắt, Tâm cho rằng chỉ nhận tiền của chị Lạng khoảng 23 tỷ đồng, dùng 300 triệu mua đồ cúng lễ và nhờ thầy cúng, số còn lại mua các tài sản và tiêu xài cá nhân hết. Về phần dân sự, chị Lạng yêu cầu trả lại số tiền đó. Bà trùm buôn lậu 10 tường tiếp tục bị khởi tố về tội danh thứ 5. Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 4 số 9 qua biên giới An Giang, ngày 18 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Kim Hạnh, 10 tường, sinh năm 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra, ngày 30 tháng 10 năm 2020, 10 tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển đô la Mỹ từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam, giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51 kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Châu Đốc, thì bị các đối tượng của Công an An Giang bắt quả tang với tăng vật thu giữ 51 kg vàng 4 số 9 cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng, 10 tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của Công an An Giang, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9 tháng 7 năm 2021, Vân Lê Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú. 10 tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang. Như vậy, đến nay, 10 tường đã bị khởi tố về 5 tội danh. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố với 4 tội danh gồm buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2019 và vận chuyển trái phép 200.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2020. Còn Cơ quan An ninh Điều tra Công an An Giang khởi tố 10 tường tội danh thứ 5, tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Liên quan đường dây buôn lậu 51 kg của chùm buôn lậu 10 tường, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo, truy tìm 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1998, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, Nguyễn Phương Quốc Phi, sinh năm 91, trú thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Lê Thị Tú Trinh, sinh năm 1994, trú thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú,
Lê Văn Bén, sinh năm 1988, thường trú xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang. Ai phát hiện Kiệt, Phi, Trinh và Bén, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Bùi Công Quang, số điện thoại 0906 027 282 để phối hợp xử lý. Sau hàng loạt lùm xùm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam xin nghỉ việc. Ngày 18 tháng 12, một lãnh đạo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, đã có đơn xin nghỉ việc. Ông Quốc đã gửi đơn đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam nhưng chưa được cơ quan này trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang cho kiểm điểm cuối năm, sau đó mới giải quyết kiến nghị của ông Quốc. Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp, còn bây giờ trong quy trình chưa có thông tin cụ thể. Một nguồn tin cho biết vừa qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã họp thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này theo hướng chuyển công tác đối với ông Quốc hoặc cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trình Ban Thường vụ xem xét cho chủ trương điều động, bổ nhiệm người khác giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay ông Quốc. Phóng viên đã liên hệ ông Hà Thanh Quốc để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này, tuy nhiên ông không bắt máy. Như tin tức 24 giờ TV chúng tôi đã thông tin, vừa qua thì ông Hà Thanh Quốc đã có nhiều quyết định gây dư luận xấu tại tỉnh này, như là điều động luân chuyển giáo viên, ký ban hành công văn giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường và đã thu hồi sau 3 ngày. Trả lời báo chí ngày 3 tháng 12, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ông Hà Thanh Quốc, yêu cầu báo cáo giải trình những nội dung liên quan. Theo bà Hoa, trong kiểm điểm đánh giá cuối năm của lãnh đạo tỉnh Đảng ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm điểm và gửi báo cáo cho các đơn vị cơ quan liên quan. Sở này cũng đã có báo cáo cụ thể liên quan đến những tồn tại hạn chế trong thời gian qua của sở cũng như của cá nhân ông Quốc. Bà Hoa thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng như là các cơ quan liên quan. Sở này cũng đã có báo cáo cụ thể liên quan đến những tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Sở Giáo dục Đào tạo và cá nhân vị giám đốc này, thời gian tới Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ có báo cáo đề xuất cụ thể ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác của cán bộ của sở này. Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ con dấu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Phú Lộc và các cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Zalo ảo để giao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả của các tổ chức, cơ quan nhà nước trên toàn quốc. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập ban chuyên án, tập trung huy động và đấu tranh lập rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội và các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Đến ngày 12 tháng 12, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, 4 tổ công tác thuộc các phòng trong Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt phá án, qua đó bắt giữ được 6 đối tượng. Cơ quan công an cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây tội phạm do Phạm Tấn Huy, sinh năm 84, trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của cơ quan tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị màu, in màu, máy scan, máy dập chữ, máy in thẻ nhựa, máy ép nhiệt và mẫu phôi. Cùng với đó là hàng ngàn các loại giấy tờ, chứng từ giả như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định, số biển xe, số giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất. Các loại bằng cấp, chứng chỉ các trường và một số lượng lớn vàng tiền các loại. Bước đầu xác định có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu và giấy tờ giả. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và điều tra mở rộng, đồng thời làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố nhóm đối tượng giả mạo hóa đơn ngân hàng để mua vàng qua mạng. Ngày 18 tháng 12, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bắt tạm giam với Nguyễn Thị Cẩm Anh, sinh năm 1996, và Trương Thái Vinh về hành vi lừa đảo chiếm tài sản. Do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt, nên Nguyễn Thị Cẩm Anh
trú tại Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Trương Thái Vinh, sinh năm 96, trú tại thôn Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đã bàn bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tối ngày 8 tháng 11 năm 2021, Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng tài khoản Messenger có tên Chít Anh nhắn tin đến tài khoản Messenger Mỹ Hòa Vàng Bạc của chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 93, trú tại thôn Tân Phong, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chủ tiệm kinh doanh vàng, với nội dung cần mua một số vàng nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp cửa hàng mua được, nên chị Hòa đồng ý sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản chị Hòa. Sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên, Cẩm Anh đã mua 12 chỉ vàng ta, 0,7 chỉ vàng tây, 3 vòng đeo tay phong thủy. Cẩm Anh yêu cầu chị Hòa cung cấp số tài khoản để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi chị Hòa cung cấp tài khoản, thì chị Nguyễn Thị Cẩm Anh gửi ảnh chụp màn hình hóa đơn giả được Cẩm Anh đặt làm từ một nam giới, chưa xác định nhân thân lai lịch, quen biết trên mạng xã hội với giá 50.000 đồng, thể hiện là đã chuyển cho chị Hòa. Chị Hòa tin tưởng số vàng trên đã được thanh toán nên đã gửi vàng cho Cẩm Anh qua xe buýt chạy tuyến vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi gửi hàng nhưng chưa nhận được tiền trong tài khoản, chị Hòa gọi điện cho Cẩm Anh và Cẩm Anh đã trả lời do khác ngân hàng thế nên mạng bị nghẽn chưa chuyển được tiền. Từ ngày 9 tháng 11 đến 16 tháng 11, Cẩm Anh lấy lý do bị cách ly do dịch COVID-19 nên không đến ngân hàng kiểm tra cho chị Hòa được. Đến ngày 22 tháng 11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh nghĩ ra cách để tiếp tục lừa chị Hòa. Đối tượng thông báo cho chị Hòa là tài khoản của chị treo nên không đổ tiền vào được. Sau đó nói chị Hòa chuyển tiền vào tài khoản của Cẩm Anh để Cẩm Anh xử lý, làm thông tài khoản cho chị. Với thủ đoạn tinh vi trên, đối tượng đã lừa được chị Hòa chuyển 14 lần với số tiền gần 72 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Cẩm Anh. Tổng số tiền và số vàng Nguyễn Thị Cẩm Anh, Trương Thái Vinh lừa đảo của chị là hơn 140 triệu đồng. Toàn bộ số vàng và tiền Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Văn Thái lừa chị Hòa đã được Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân chung cho cả hai. Ngày 27 tháng 11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an cảnh sát điều tra huyện Kỳ Anh đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Hòa là Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 18 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.